Thưa quý vị, cùng với xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp xanh, thời gian qua, nông dân Đà Nẵng đã bắt đầu chuyển sang đầu tư các mô hình trồng hoa, cây cảnh để phục vụ cho thị trường nội thành. Hậu dịch bệnh cũng là thời điểm để các mô hình này tăng cường sản xuất và mở rộng quy mô, nhất là chuẩn bị cho vụ hoa Tết vào cuối năm. Ngay sau khi thành phố bước vào trạng thái thích ứng mới, anh Trần Thiệt, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã khẩn trương thu mua nguyên liệu và vật tư để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Là một trong những vườn hoa đô thị lớn của quận, anh trồng rất nhiều giống hoa đẹp lạ để phục vụ thú chơi hoa của người dân thành phố. Trong đó, chủ lực là hoa dạ yên thảo, một giống hoa cho năng suất và giá trị kinh tế khá cao. Lụa hoa thì rất là nhiều, mình thì cái tập trung vào một số lụa hoa để mà người tiêu dùng ở thành phố Đà Nẵng mà rồi họ chuyên dùng như mai địa thảo, dạ yên thảo, cúc lo nhóm hay là cúc sao ban. Còn rất là nhiều chủng loại, nhưng mà mình nêu ra một số loại như vậy. Với tình hình dịch với kinh tế như thế này thì chắc có lẽ là cũng như mùa nam chứ không có thể lên giá. Thật ra thì nguyên vật liệu rất là cao, tại vì khi nhập về thì rất là cao. Cho nên là thì thật ra với bình ổn giá như vậy thì người tiêu dùng chúng ta mới có thể dùng được, chứ còn thật ra cao thì không dám cao. Sau khi cái mùa dịch xong thì bắt đầu là những cái hộ mà trồng hoa, mà nó khó khăn nhất là trong cái khu thành phố của chúng ta. Và thành phố tức là phải đảm bảo được cái môi trường. Cho nên là chúng tôi chỉ là quán triệt là trồng những cái lụa hoa để phục vụ Tết cho nhân dân, mà nó theo cái nhu cầu của nhân dân thôi. Còn không mở rộng những cái lụa hoa mà nó yếu kém. Và trong cái lụa hoa thì chúng tôi chỉ trồng tất cả các lụa hoa mà dùng đến cái phân vi sinh để đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân ở đây. Tương tự, tại mô hình lan cao cấp của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, theo chị, xu hướng phát triển mô hình hoa cây cảnh đô thị hiện giờ rất được nhiều người quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, khác với các vùng hoa chuyên canh ngoại thành, các mô hình này càng phù hợp với cảnh quan môi trường và hài hòa với sự phát triển của đô thị. Triển mô hình hoa cây cảnh ở giữa lòng thành phố thì theo tôi thì tôi nghĩ rằng là mình phục vụ cái nhu cầu mà giải trí cuối tuần cho những gia đình trẻ đồ, người ta có nhu cầu cuối tuần dẫn con đi chơi đồ này nọ giải trí đồ, thì mình dạng như là mình phát triển mô hình theo như là mấy điểm check-in đồ. Vụ Tết này, ngoài những giống lan sản xuất trong năm, chị Hiền còn nhập một số loại hoa cây cảnh khác để phục vụ thị hiếu của khách hàng. Nếu thời tiết thuận lợi hơn từ nay cho đến cuối năm, năng suất mô hình hoa cây cảnh của chị có thể được nâng lên gấp 2 đến 3 lần. Khách hàng của vườn thì là khắp nơi cả nước. Thì nếu mà nhu cầu về hoa Tết thì chỉ có xung quanh đây thôi, chứ còn như ở xa thì vấn đề vận chuyển đồ không được thuận lợi, cho nên là không có bán đi xa, chỉ bán gần quanh thành phố. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, vụ Tết vẫn được nhiều người trồng hoa cây cảnh Đà Nẵng mong chờ, bởi đây là vụ có thu nhập lớn nhất trong năm. Với sự phát triển của các mô hình vườn hoa đô thị, kỳ vọng rằng mùa hoa Tết năm nay của thành phố sẽ nhộn nhịp và rộn ràng hơn cả.